Vâng, các bạn đã quay trở lại với kênh của RR Trần Hiệu và hôm nay chúng ta tiếp tục học bài tắc ruột. Bài hôm nay tôi sẽ trình bày đó chính là cách để làm một cái bệnh án học tập đối với bệnh nhân tắc ruột như thế nào. Bài cái phần bệnh án thì cũng gồm có hai phần chính, đó là phần hành chính và phần bệnh án cụ thể. Đối với phần hành chính thì các bạn nêu rõ 9 cái mục từ tuổi, tên tuổi, giới, nghề nghiệp. Về nghề nghiệp thì các bạn nên nêu rõ là bệnh nhân làm việc gì, ví dụ là công nhân, nhưng công nhân làm gì đó. Địa chỉ, số điện thoại liên lạc và khi cần báo tin cho ai. Hai chỗ này các bạn chú ý, rất là phải chú ý, vì trong thời điểm hiện tại, đặc biệt là trong cái thời gian Covid đó, thì cái việc liên lạc với bệnh nhân đi đâu, ở đâu, như thế nào là rất cần thiết. Ngày giờ làm bệnh án và ngày giờ vào viện, ở đây tôi đã viết rõ là đến từng phút một, nên các bạn chú ý khi làm bệnh án cũng phải viết như thế. Bởi vì sao? Bệnh án học tập hay là bệnh án đó chính là hồ sơ pháp lý. Khi các bạn đã đặt bút vào trong bệnh án thì phải viết ngày giờ cụ thể. Sau này nếu có bất cứ chuyện gì bất thường xảy ra thì hồ sơ bệnh án chính là hồ sơ pháp luật, hồ sơ pháp lý để giúp chúng ta có những cái căn cứ, những cái bút lục để chúng ta có thể là biện minh cho chính bản thân mình. Đấy. Một cái câu tôi vẫn thường xuyên nhắc với học sinh khi đi lâm sàng: không ai có thể cứu chính mình ngoài việc pháp luật. Là người bác sĩ, nếu tuân thủ đúng pháp luật thì chính pháp luật sẽ là công cụ duy nhất và tốt nhất để bảo vệ chính chúng ta. Phần tiếp theo là phần hồ sơ bệnh án, vẫn đủ các mục từ hỏi bệnh, khám bệnh, kết luận, tiên lượng và hướng điều trị. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi lần lượt từ mục 1. Phần thứ nhất là hỏi bệnh. Phần 1 nhỏ là lý do vào viện. Chúng ta khai thác 1 đến 2 triệu chứng khó chịu nhất của bệnh nhân làm cho bệnh nhân phải đi viện. Có người gọi đó là triệu chứng chính cũng được. Nhưng các thầy ngày xưa vẫn dạy chúng tôi là đó triệu chứng khó chịu nhất đối với bệnh nhân. Và cái chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Tiếp theo, chúng ta đi về phần bệnh sử hai nhỏ. Chúng ta phải mô tả cái triệu chứng của lý do vào viện trước, sau đó mô tả những cái triệu chứng kèm theo sau. Phần mô tả trong lý thuyết tôi đã dạy ở các video trước rồi. Nếu các bạn chưa biết cách mô tả, chưa biết hỏi bệnh như thế nào thì làm ơn hãy xem lại và nhớ và thực hành. Tôi lấy ví dụ trong cái video mà minh họa lâm sàng của cái hội chứng tắc ruột tôi đã post lên rồi, các bạn chịu khó làm theo và xem. Bệnh nhân đau bụng từ 2 giờ ngày 25 tháng 8 2021. Bắt đầu đau quanh rốn, đau quặn từng cơn, giữa các cơn vẫn thấy đau âm ỉ, tức là bệnh nhân không hết đau. Mức độ đau tăng dần làm bệnh nhân không ngủ được, nhưng bệnh nhân không kêu la, không lăn lộn. Thời gian giữa các cơn thì ngày đầu là khoảng 5 phút. Ngày thứ 2 thì bắt đầu cơn thưa dần khoảng 15 phút, rồi 30 phút đến 1 giờ. Kèm theo các triệu chứng: nôn. Mỗi lần đau bụng thì bệnh nhân mới thấy buồn nôn và sau đó nôn. Bắt đầu nôn ra thức ăn, sau nôn ra dịch màu xanh, màu vàng và đắng miệng, nôn 4 đến 5 lần. Nôn xong thì lại thấy đỡ đau. Sau nôn thì thấy mệt mỏi và khát nước. Các bạn chú ý, triệu chứng phụ này chúng ta sẽ mô tả các đặc điểm tôi đã nói rồi, và phải mô tả với mối liên quan với các triệu chứng khác trong cái hội chứng tắc ruột. Mối liên quan như thế nào tôi cũng đã nói rõ trong những cái video về cách khám hỏi bệnh hội chứng tắc ruột rồi. Các bạn nếu chưa nhớ, vui lòng xem lại. Triệu chứng tiếp theo là chướng bụng và đầy hơi. Bệnh nhân cảm giác chướng bụng đầy hơi xuất hiện sau đau bụng. Chỉ có cảm giác nhưng không thấy rõ bụng to lên. Mỗi lần thấy đau thì thấy nổi cục ở quanh rốn. Nôn xong thì thấy bụng bớt chướng. Chưa trung đại tiện được từ lúc đau. Bệnh nhân cảm giác như muốn trung đại tiện nhưng không thể đi được. Và đã điều trị gì chưa? Bệnh nhân đã tự mua thuốc dạ dày. Bệnh nhân biết là dạ dày vì bệnh nhân vẫn hay bị cái triệu chứng đó là omeprazole và gastroponin ở quầy thuốc Tây, uống 2 lần nhưng không đỡ.
Sau đó bệnh nhân đi khám ở bệnh viện huyện, không rõ chẩn đoán và chuyển vào bệnh viện nào, vân vân, và lúc mấy giờ. Và dòng cuối cùng, tức là cái câu cuối cùng, last sentence, các bạn phải ghi là hiện tại nhá. Tôi thấy nhiều bạn ghi là gì, đã mua điều trị ở đâu, không đỡ, xin vào đâu, xin vào đó để điều trị, chấm hết. Cái câu xin vào đâu để điều trị thì thôi, các bạn bỏ đi dùm tôi. Chỉ cần ghi là không rõ chẩn đoán và hoặc là không đỡ và chuyển vào bệnh viện nào đó lúc mấy giờ. Đó, chấm hết. Và làm ơn thay cái dòng xin vào đâu để điều trị bằng cái dòng là hiện tại bệnh nhân như thế nào. Ở cái câu này các thầy đã dạy rất rõ từ ngày xưa rồi. Nhưng hiện tại không biết tại sao thì tôi lại thấy các bạn làm bài án không có cái dòng này. Hiện tại bệnh nhân còn đau bụng, cơn quanh rốn, mức độ đau không giảm và chưa trung đại tiện được. Tiếp theo là về mặt tiền sử. Về mặt tiền sử thì các bạn nêu cả bản thân và gia đình. À, bản thân thì các bạn nêu rõ về bệnh lý ổ bụng, bởi vì đây là bệnh lý tiêu hóa tắc ruột. Nêu về ăn uống, đương nhiên rồi. Bệnh tiêu hóa mà không nêu tiền sử ăn uống thì là thiếu đi một cái tiền sử rất quan trọng. Tiền sử về dị ứng, tiền sử về các bệnh mãn tính và các thuốc đã và đang sử dụng, tiền sử về mặt xã hội. Ví dụ như bệnh nhân này có khả năng là nghiện hút không, có dùng thuốc hay dùng chất kích thích gì không, những cái chất kích thích đó có ảnh hưởng đến nhu động ruột, ví dụ như là ma túy. Bệnh nhân này, bệnh nhân đã mổ khâu vết thương gan và vết thương thấu phổi cách đây 2 tháng tại sau mổ bệnh nhân ăn uống sinh hoạt bình thường, tức là sau khi ổn định thì bệnh nhân ra viện sinh hoạt bình thường. Trước lúc đau 2 giờ bệnh nhân ăn nhiều ổi và sung tươi. Chúng ta khai thác, chúng ta hỏi rõ, tôi đã giới thiệu và cách hỏi cái tiền sử ăn uống như thế nào trong cái phần khám bệnh rồi. Chúng ta về hỏi kỹ gì, có ăn măng, ăn mít, ăn ổi, ăn hồng xiêm, ăn sung, vân vân, các chất nào chát, nhiều xơ, có nguy cơ gây tắc ruột mà không phát hiện dị ứng với dị nguyên nào. Đây là một cái chuyện rất quan trọng, bởi vì chúng ta sẽ phải dùng thuốc cho bệnh nhân. Nếu chúng ta không khai thác triệu chứng này, khi chúng ta dùng thuốc xảy ra phản ứng dị ứng, chúng ta cấp cứu không kịp. Về tiền sử gia đình, khỏe mạnh. Tiếp theo chúng ta sẽ đến cái phần hai là mã khám bệnh. Chúng ta dựa trên các phần nhìn, sờ, gõ và nghe, chúng ta mô tả. Về thứ nhất là toàn thân, tỉnh, tiếp xúc tốt, thể trạng trung bình, BMI 21, da niêm mạc bình thường, không phù không sốt, nhiệt độ 36,8 độ C, hạch ngoại vi không sưng đau, dấu hiệu màng não âm tính. Bởi vì sao? Vì đây bệnh nhân có nôn, nên chúng ta phải mô tả những cái triệu chứng của tâm thần kinh vào đây nữa. Và tôi xếp chung vào hội chứng, vào cái phần khám một nhỏ là phần toàn thân. Tiếp theo về tuần hoàn, mỏm tim đập ở gian sườn 5 đường giữa đòn trái, T1 và T2 nghe rõ, mạch huyết áp bình thường, không có tiếng tim bệnh lý. Phần hô hấp, lồng ngực cân đối, rì rào phế nang rõ, không có tiếng ran, không khó thở, tần số thở là 18 lần trên phút, sẹo mổ 12 cm dọc gian sườn 7 liền tốt. Tiếp theo về phần tiêu hóa, đây các bạn vui lòng xem trên bệnh nhân cụ thể ở phần minh họa lâm sàng bệnh nhân tắc ruột, tôi đã ghi rồi. Các bạn xem trên đây cũng tuân thủ theo các bước nhìn sờ gõ nghe. Chúng ta nhìn đập ngay vào mắt là chúng ta thấy cái sẹo mổ của bệnh nhân, mô tả luôn. Sẹo mổ đường trắng giữa trên dưới rốn khoảng 30 cm liền sẹo tốt. Bụng trướng ít, trướng chủ yếu là vùng dưới rốn, có quai ruột nổi dưới rốn hai bên. Không có dấu hiệu giãn bò, không có tuần hoàn bằng hệ. Kết thúc phần nhìn. Tiếp theo phần sờ thì ấn tức dọc quanh vị trí quai ruột nổi, bụng mềm, các vùng khác ấn không đau. Sờ dọc theo sẹo mổ thì còn thấy chắc là chưa mềm, tại vì mới có 2 tháng thôi. Ấn vào vùng sẹo nó còn cảm giác đau tức, gan lách không to. Không có gõ đục vùng thấp, và gõ tại vị trí mà chúng ta nghĩ là quai ruột nổi, chúng ta thấy đục
Thì ghi là gõ đục tại vị trí quai ruột nổi. Nghe có nhu động tăng toàn ổ bụng và vị trí quai ruột nổi. Tiếp theo là về thận tiết niệu, hai hố thận không to, không đau nóng đỏ, rung thận âm tính và dấu hiệu trạng thận âm tính. Phần tiếp theo là các cơ quan khác, nếu có bất cứ cái tổn thương gì thì chúng liệt kê ra. Nếu không chúng ta ghi là hiện tại không phát hiện tổn thương. Các bạn chú ý không ghi là hiện tại bình thường. Đấy, vì chúng ta chưa có những cái đánh giá cụ thể rõ ràng nên chúng ta ghi là không phát hiện tổn thương. Về mặt xét nghiệm, xét nghiệm máu ure bằng bao nhiêu, creatinine bằng bao nhiêu. Và tôi đã ghi trong những cái xét nghiệm ở vài video đó trước rồi, các bạn xem là trong giới hạn bình thường. Về mặt siêu vào bụng thì hình ảnh các quai ruột giãn 2,5 đến 3 cm, tăng nhu động, vị trí chuyển tiếp ngay tại vị trí sẹo mổ dưới rốn, ruột xẹp 0,8 cm, khối hỗn hợp âm trong lòng ruột nghi là bã thức ăn, kích thước là 2 x 2,5 cm trước vị trí ruột xẹp dính lên ở bụng, thanh ruột 0,2 cm, tức là ruột chưa dày, ổ bụng chưa có dịch, khả năng hình ảnh là tắc ruột do bã thức ăn. Về x quang ổ bụng, hình ảnh mức khí mức dịch ở hạ sườn trái quanh rốn và hạ vị, không thấy rõ quai ruột giãn, không thấy hơi dọc theo khung đại tràng, bỗng hơi dạ dày thì thấy rõ, không thấy hình ảnh liềm hơi dưới vòng hoành hai bên, và kết luận là theo dõi hình ảnh tắc ruột cao. Về CT ổ bụng, hình ảnh ruột non dính lên vết mổ cũ, đường trắng giữa trên và dưới rốn, mức khí mức dịch điển hình, quai ruột giãn 2,7 cm ở dưới rốn, vị trí chuyển tiếp là vị trí dính lên vết mổ, có khối tỷ trọng hỗn hợp khả năng là bã thức ăn 2,5 đến 2 cm, ngay vị trí trước quai ruột xẹp dính lên vết mổ, thành ruột mỏng, ổ bụng không có dịch tự do, đại tràng xẹp. Kết luận là theo dõi hình ảnh tắc ruột do bã thức ăn trên bệnh nhân dính ruột sau mổ. Về điện tim và X quang tim phổi thì bình thường. Tiếp theo là phần kết luận. Một là tóm tắt bệnh án, chúng ta ghi một cái câu dẫn cụ thể như thế này. Các bạn có thể học và làm theo cái mẫu như thế này. Bệnh nhân nam 47 tuổi, tiền sử mổ khâu vết thương gan và mở ngực cầm máu phổi phải 2 tháng trước, ăn sung và ổi trước đau 2 giờ. Vào viện vì đau bụng quanh rốn 2 ngày nay, bệnh diễn biến với các hội chứng triệu chứng sau. Một là hội chứng tắc ruột, chúng ta nêu lâm sàng, cận lâm sàng, chúng ta chỉ ghi triệu chứng chính, tóm tắt là ghi triệu chứng chính có giá trị để chúng ta chẩn đoán với điều trị. Có đau, nôn, bí, trướng và sẹo mổ. Cận lâm sàng chúng ta ghi siêu âm, X quang và CT ổ bụng là hình ảnh tắc ruột khả năng do bã thức ăn, quai ruột giãn 2,5 đến 3 cm, đoạn ruột xẹp dính lên vị trí vết mổ cũ, ổ bụng chưa có dịch tự do, thành ruột mỏng. Tiếp theo là chúng ta phải ghi là không có dấu hiệu viêm phúc mạc, ghi rõ là gì, bụng mềm, bulumbe là âm tính. Và toàn thân là chưa thấy các rối loạn do tắc ruột gây ra, mạch, huyết áp, nhiệt độ và xét nghiệm máu trong dạng bình thường. Phần thứ hai là chẩn đoán, chúng ta ghi chẩn đoán bệnh chính và bệnh kết hợp. Ví dụ ở đây tắc ruột do bã thức ăn trên bệnh nhân dính ruột sau mổ khâu vết thương gan tháng thứ 2. Tiếp theo là phần tiên lượng, thì chúng ta có ghi thường các bạn thấy là ghi là tiên lượng vừa, tiên lượng nặng hay tiên lượng như thế nào đó, nhưng chúng ta phải diễn giải nó ra. Thường nếu chúng ta nghiên cứu thì chúng ta có những cái bảng thang điểm là chúng ta đánh giá, nhưng đây chúng ta thực hành lâm sàng. Chúng ta ghi rõ cụ thể ra cái phần tại sao chúng ta lại tiên lượng như thế. Ví dụ, tiên lượng bệnh nhân này có thể điều trị bảo tồn không? Lý do là gì? Bệnh nhân cần phải mổ cấp cứu. Lý do là gì? Ví dụ trên bệnh nhân này có thể điều trị bảo tồn được vì toàn thân chưa có rối loạn do tắc ruột gây ra. Tại chỗ thì mức độ đau đã giảm, chưa có dấu hiệu của thiếu máu ruột. Về tuổi bệnh nhân còn trẻ, tắc ruột là do bã thức ăn, do đó chúng ta có thể đi chịu bảo tồn và theo dõi tiếp. Và hy vọng là các bã thức ăn này có thể tan ra và bệnh nhân có thể thoát được. Thế thì hướng điều trị dựa trên những tóm tắt bệnh án, dựa trên chẩn đoán và dựa trên tiên lượng để chúng ta đưa ra hướng điều trị. Phải hoàn thiện xét nghiệm cấp cứu. Nếu chúng ta chưa có những cái xét nghiệm cơ bản, ví dụ như công thức máu, sinh hóa máu, vi sinh vật,
ECG thì chúng ta tiếp tục chúng ta làm. Nếu bệnh nhân này phải mổ cấp cứu thì chúng ta phải thêm rõ ràng là những cái xét nghiệm liên quan đến mổ, ví dụ như là nhóm máu, đông máu. Đối với tắc ruột thì đương nhiên là bắt bệnh nhân phải nhịn ăn rồi, đặt sông dạ dày và nuôi dưỡng đường tĩnh mạch. Chúng ta phải gì? Kết hợp với truyền kháng sinh, truyền dịch, điện giải và theo dõi sát tình trạng bệnh nhân toàn thân cũng như tại chỗ ở bụng, và chúng ta xét chỉ định mổ nếu như bảo tồn không có kết quả. Và đây là kết thúc cái phần là bệnh án minh họa về mặt bệnh án học tập. Với bệnh trình bày cái hướng điều trị cụ thể như thế nào, lên vòng 2 chúng ta sẽ học, và là một người bác sĩ chúng ta sẽ phải làm những cái việc đó. Ở đây, đến đây là kết thúc vòng 1. Tiếp theo, có cái phần chúng ta không thể quên được, đó là phải ghi và ký tên vào trong đó, ghi rõ ngày giờ khám bệnh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nếu các bạn chưa hiểu, chưa rõ thì làm ơn hãy xem lại các video mà tôi đã trình bày ở phía trước, để chúng ta có thể trở thành một người bác sĩ tận tâm, tận tình, một bác sĩ giỏi để cứu giúp cho người bệnh. Xin chào và hẹn gặp lại.